Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì vị tướng mới của Liên Quân Mobile vừa mới ra mắt đó là vị tướng Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách lên đồ của vị tướng Minh, về băng ngọc, về phù hiệu của vị tướng Minh và cái cách chơi của vị tướng Minh, đồng thời là cái nội tại và cái cách combo của vị tướng Minh chuẩn cho anh em chơi nha. Thì đầu tiên vị tướng Minh này á, thì mình đọc qua nội tại của nó thì nó chắc chắn là nó phải đi SP anh em ạ. Bởi vì cái chiêu thức của nó là nó sẽ hỗ trợ cho cái vị tướng mà nó được liên kết. Chính vì vậy á, khi mà anh em dùng Dimmick thì nó dọn lính rất là chậm, nó không dọn lính được. Chính vì vậy á, thì anh em phải đi SP để mình hỗ trợ cho cái thằng AD của mình, hoặc là thằng top của mình, hoặc là thằng mid của mình. Chứ phối hợp với thằng rừng thì cũng không được rồi anh em ạ. Bởi vì thằng rừng á, là thường những cái thằng mà bay nhảy, mà anh em hỗ trợ theo nó, anh em đi không kịp đứt liên kết là nó sẽ bị mất cái hỗ trợ ngay. Rồi bây giờ mình sẽ nói tổng quan về bốn cái nha. Thứ nhất là cái nội tại và chiêu thức của vị tướng Minh. Thứ hai là cái kỹ năng của vị tướng Minh. Thứ ba đó là cái cách đánh đồ. Thứ tư là cái bản ngọc nha anh em. Đấy, thì bây giờ thì cái nội tại của vị tướng Minh là cái đòn đánh thường kế sẽ gây cường quá, hút máu lên mục tiêu, đồng thời là hầu cho bản thân và đồng đội là được liên kết là một cái lượng máu. Khi mà anh em di chuyển như thế này, anh em sau khi mà 5 giây anh em đánh thường một cái thì nó sẽ hầu máu anh em thấy không? Đấy, nó hầu máu đấy. Thì đó là cái nội tại của vị tướng Minh nha. Rồi về cái chiêu một của vị tướng Minh đó là bí thuật cường hóa. Thì Minh sẽ liên kết với mục tiêu. Thì nếu mà liên kết với mục tiêu mà tướng mình ấy, thì nó sẽ tan cái công vật lý, tan công phép cho vị tướng mà mình liên kết. Còn khi mà anh em mà liên kết với vị tướng địch thì nó sẽ làm giảm cái công vật lý và công phép, đồng thời là nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng hút máu. Đấy anh em thấy không, nó hút máu cái thằng Arthur này, hút rất là nhiều. Đó là cái bí thuật cường hóa nha anh em. Mà khi mà cái chiêu 2, chiêu 1 này á, liên kết với vị tướng của mình đi, thì khi mà anh em bấm, anh em nhớ là khi mà cái chiêu 1 mà dùng trúng tướng mình á, thì chiêu 2 mình mới dùng được nha anh em. Thì chiêu 2 thì nó gọi là bí thuật phòng ngự. Có nghĩa là anh em chuyển từ trạng thái tấn công sang trạng thái phòng ngự. Có nghĩa là nó sẽ tan lượng dốt và giáp phép và lượng giáp vật lý cho cái vị tướng mà mình liên kết. Đó, khi mà anh em chuyển như thế này á, khi mà nó sẽ chuyển đổi trạng thái nha. Anh em thấy có hai cái đường dây không? Khi mà đường dây liên kết màu tím á, thì nó sẽ tan công vật lý và công phép. Còn đường dây mà màu vàng á, thì nó sẽ tan cái lượng giáp phép và giáp vật lý cho cái vị tướng mình liên kết nha anh em. Rồi, về cái chiêu cuối của vị tướng Minh. Về chiêu cuối của vị tướng Minh á, là khi mà anh em liên kết với vị tướng, chiêu cuối nó dùng được khi mà có cái chiêu 1 dùng được thôi anh em ạ. Nó có giống y như Enzo á, cái chiêu 1 này mà quất trật đi một cái là anh em không có thể dùng được cái chiêu cuối. Đấy, bây giờ nha, cái chiêu 1 á, khi mà liên kết với vị tướng mình á, anh em bấm cái chiêu cuối á, thì nó sẽ truyền máu cho cái vị tướng mà mình liên kết, truyền theo cái lượng công vật lý nha anh em, quay lượng công phép của vị tướng Minh. Chính vì vậy nên là cái bản ngọc thì anh em sẽ gắn ngọc là nó sẽ công phép, và cái biểu đồ thì nó sẽ có biểu đồ công phép nhiều hơn một chút, thì cái lượng hầu máu của vị tướng Minh nó sẽ cực kỳ lớn luôn. Còn đối với cái chiêu cuối này mà liên kết với vị tướng địch, khi mà anh em dùng chiêu 1 vô vị tướng địch rồi á, anh em bấm chiêu cuối thì nó sẽ sau một thời gian thì nó sẽ gây sát thương chuẩn nha anh em. Sát thương chuẩn bằng cái lượng mà công phép của vị tướng Minh này, bằng bao nhiêu phần trăm công phép đấy. Thì đó là cái chiêu cuối của vị tướng Minh. Khi mà anh em dùng liên kết ở cái chiêu 1 này được rồi á, thì khi mà anh em bấm chiêu cuối thì sau một khoảng thời gian thì nó sẽ gây sát thương chuẩn. Đó anh em thấy không? Nó gây 3200 sát thương chuẩn luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ dùng nhìn anh em này, thấy này. Đấy, nó sau một khoảng thời gian nó sẽ niệm chú và nó gây sát thương chuẩn đấy. Anh em thấy không? Khi mà niệm chú nó gây sát thương chuẩn này. Đấy anh em thấy không? Đó là cái chiêu cuối của vị tướng Minh. Chính vì vậy á, thì Minh nó sẽ phù hợp với cái cách đi support là nhiều hơn nha anh em. Bởi vì nó cái chiêu thức của nó không dọn lính được anh em ạ. Nó không dọn lính được nên là nó phải đi là đi support thôi, chứ còn mà nó đi mid thì rất là khó. Nó đi support nhưng mà cái lượng sát thương của nó gây ra mà gây sát thương chuẩn á, thì nó dọn như là một sát thủ support anh em ạ. Đấy, nhưng mà nó anh em phải lưu ý là cái chất tướng của vị tướng Minh này á, nó ăn theo cái lượng công phép của vị tướng Minh. Chính vì vậy nên là anh em lên công phép nhiều một chút thì nó sẽ hầu máu nhiều hơn và nó sẽ tăng dốc và tăng công vật lý cho cái vị tướng. Ví dụ như liên kết với vị tướng của mình thì nó sẽ tăng công phép và
công vật lý nó nhiều hơn. Đấy, thì cái thuộc tính của vị tướng minh là nó sẽ dựa vào cái công phép và cái lượng máu mà của vị tướng minh. Chính vì vậy á, thì khi mà lên đồ thì anh em sẽ lên đồ như sau. Đầu tiên á, thì anh em sẽ lên cái thủy triều mở trói này, thì nó sẽ tăng công phép cho anh em, thì nó sẽ tăng, nó giảm hồi chiêu, tăng công phép, đồng thời là nó tăng tốc chạy và nó có cái hiệu ứng đó là mở trói. Rồi chiếc giày thì anh em sẽ lên cái giày kiên cường cho mình nha, lên giày kiên cường để mà nó tăng 35% kháng hiệu ứng. Rồi cái món thứ ba thì anh em sẽ lên cái mặt nạ Beric để nó tăng cái công phép cho vị tướng minh. Anh em phải lên cái build đồ nào cho nó vừa tăng công phép mà nó vừa có vừa có lượng đồ thủ trong đó thì nó phù hợp với vị tướng minh, vừa có máu, vừa có thủ và vừa có công phép. Có nghĩa là lên đồ theo kiểu sơ mi anh em ạ, nửa này nửa kia đấy. Có nghĩa là bây giờ mặt nạ Beric này nó vừa có công phép, vừa có máu cho vị tướng minh, và cái nội tại của nó là khi mà chiêu thức trúng đích ấy, thì nó sẽ gây sát thương thêm là 2% máu hiện tại của mục tiêu. Rồi cái món thứ ba thì anh em lên cái trưởng ban cho mình. Lên cái trưởng ban cho mình á, thì anh em sẽ tăng cái lượng công phép này, tăng cái lượng máu này và tăng cái tốc chạy, và nó có cái nội tại đó là gió ban. Thì chiêu thức mà gây sát thương á thì nó sẽ làm chậm tốc chạy của đối thủ. Đấy, khi mà anh em dùng chiêu thức vào đối thủ thì đối thủ nó sẽ bị giảm tốc chạy. Rồi cái món thứ năm á, thì anh em sẽ lên cái băng nhẫn ca đích. Băng nhẫn ca đích này nó cũng vừa tăng cái công phép mà vừa tăng cái lượng máu cho vị tướng minh luôn, và nó có cái giáp. Cái lượng giáp nó tăng theo cái nó sẽ tăng thêm là cộng 50% công phép giáp và giáp phép, nhưng không quá vượt quá 250 điểm. Có nghĩa là nó nội tại nó tăng theo cái lượng công phép của vị tướng minh. Rồi cái món cuối cùng thì anh em sẽ lên cái sách thánh cho mình. Cái sách thánh nó rất là phù hợp với vị tướng minh bởi vì nó tăng 400 công phép và nó có nội tại là khai sáng, là nhận thêm 1400 máu. Chính vì vậy là vị tướng minh á, khi mà nó bơm máu á, bơm máu cho vị tướng mình á, thì nó bơm theo cái lượng công phép mà vị tướng minh vừa có. Okay, thì vừa lượng phép, vừa lượng máu và lượng công phép. Thì chính vì vậy thì anh em sẽ lên cái sách thánh thì nó sẽ rất là phù hợp với vị tướng minh. Rồi về cái cách chơi của vị tướng minh á, thì anh em khi mà vào giao tranh á, thì anh em support thì anh em nên đi theo những cái vị tướng mà mình support, có nghĩa là những thằng vị tướng lù đù á, cái này nó rất là phù hợp với những vị tướng lù đù, như là thằng John chẳng hạn, thằng Terry chẳng hạn, những thằng Theonat chẳng hạn, hoặc là Van Hell. Thì những vị tướng lù đù á, thì anh em đi theo anh em support những thằng mà nó nhảy thì nó sẽ bị mất cái liên kết này anh em ạ. Cả nó sẽ bị mất cái liên kết, thì khi mà mất cái liên kết rồi á, thì nó sẽ không còn cái chức năng gì của vị tướng minh nữa hết. Đấy, chính vì vậy nên đi support những vị tướng lù đù thì nó rất ok nha. Nó tương tự như vị tướng Helen anh em ạ. Đấy, nó hầu máu. Đây là nó hầu máu rất là nhiều luôn nha anh em. Vị tướng này nó hầu máu rất là nhiều và nó dựa theo cái công phép. Chính vì vậy thì anh em sẽ lên cái build đồ giống như hồi nãy. Rồi thì bây giờ nói về cái bảng ngọc nha anh em. Về cái bảng ngọc của vị tướng minh á, thì đầu tiên về ngọc đỏ. Đấy, thì mình sẽ thoát cái trò chơi này ra, mình gắn ngọc cho anh em xem nha. Thì về cái ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc công phép cho mình. Ngọc công phép luôn cho mình nha anh em. Đấy, thì ngọc đỏ này, ngọc đỏ của vị tướng minh nha. Đấy, thì bảng ngọc này anh em, ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc công. Đây, mình sẽ thay đổi bảng ngọc cho anh em xem này. Đây, top 1 minh này, sử dụng luôn. Đấy, thì ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc đó là công phép 5.3 cho mình, gắn 10 viên để cho nó có lượng công phép của vị tướng minh nó nhiều lên, để mà anh em bơm máu nó nhiều là được. Rồi, cái ngọc tím thì anh em sẽ gắn 10 viên tóc đánh tóc chạy 1%. 10 viên tóc đánh tóc chạy thì anh em sẽ lấy cái hộ cái lượng mà tóc chạy của vị tướng minh đó để mà anh em đi theo cái thằng AD mà anh em support cho thằng AD, hoặc là thằng top và thằng mid, anh em đi nhanh hơn thì anh em support nó nhanh hơn, nó theo nó khỏi bị mất cái liên kết anh em ạ. Rồi cái món cái ngọc xanh á, ngọc xanh á thì anh em sẽ dùng là ngọc máu tối đa và giảm hộ chiêu cho mình. Máu tối đa thì nó sẽ tăng cái lượng máu cho vị tướng minh, đồng thời là nó có cái lượng giảm hộ chiêu để mà vị tướng minh này nó hỗ trợ nhiều hơn. Đấy, thì đó là toàn bộ cái kỹ năng này, cái cách lên đồ này, rồi và cái bảng ngọc của vị tướng minh cho anh em chơi nhé. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ, mình đã phân tích rất là kỹ cho anh em rồi. Đấy, thì chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em thấy hay và ý nghĩa. Đấy, anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào thì anh em cứ comment đi phần bình luận để mình làm cho anh em xem.